Kể từ khi có thông tin là Nokia sản xuất ra một thiết bị Windows Phone 8 sử dụng camera Peak View thì rất nhiều người đã mong đợi nó cho đến tận bây giờ. Vâng, nó là sự kế tục cũng như một bước phát triển tiếp theo so với chiếc Nokia 808 trước đây với một nền tảng hoàn toàn mới. Vậy thì bên cạnh những điều đó thì chiếc Lumia 1210 chúng ta đến lúc này có thể xem là ông vua của dòng Windows Phone 8 hay chưa? Đầu tiên thì về thiết kế với chiếc 1210, nó chỉ đơn giản là một phiên bản khác của chiếc Lumia 920. Các bạn có thể thấy là về thiết kế mặt trước tổng thể thì giống hệt nhau, cũng như là cái việc là nó đơn giản chỉ là một cái sự giảm về trọng lượng cũng như là nó mỏng hơn so với 920. Tuy nhiên thì cũng chưa thực sự là một cái thiết bị đối với những ai mà yêu thích cái sự di chuyển cho vào túi quần, hay là các bạn muốn mong một thiết bị chúng ta là thật dễ dàng sử dụng bằng một tay cho nó đỡ bị mỏi hơn. Tại vì 1220 tổng thể thì nó vẫn khá là nặng và dày so với những siêu phẩm khác trên thị trường, đặc biệt là với mặt sau camera lồi hẳn lên như thế này. Camera của nó thì khiến cho cái mặt sau của chiếc 1220 chúng ta ấn tượng hơn và chúng ta sẽ có một chút khó khăn trong sử dụng. Đó là cái việc các bạn hay để điện thoại lên bàn, các bạn sẽ thấy là điện thoại chúng ta không nằm trên một mặt phẳng mà nó sẽ kênh. Điều này dẫn đến là khi chúng ta sử dụng trên mặt bàn như này, khi bạn muốn zoom ảnh hay là các bạn đang sử dụng thì nó sẽ bị xoay và trơn trượt, khá là khó chịu. Đây là cái điểm yếu của nó khi cố tình làm cho camera của nó lồi hẳn lên, và đây là điều bắt buộc khi muốn nhét một cái cảm biến 41MP vào. Nhưng mà điều tuyệt vời nhất lại là nằm ở chính là camera, điểm thu hút của sản phẩm này. Với được hỗ trợ từ phần mềm là ứng dụng Nokia ProCam, mình đã có một bài đánh giá chi tiết. Thì ProCam có thể xem là một cái ứng dụng nó chuyên nghiệp hơn bao giờ hết trên điện thoại smartphone. Mà tất nhiên chúng ta trừ ra những thiết bị điện thoại lại máy ảnh như kiểu là Galaxy Camera hay là F4 Zoom. Với cái phần mềm ProCam này, các bạn có thể tùy chỉnh toàn bộ những cái tính năng như là chỉnh độ sáng, chỉnh ISO, lấy nét tay, mọi thứ. Nó trở nên chúng ta chuyên nghiệp hơn bao giờ hết. Và người dùng, bất kể là các bạn là một người dùng mới cơ bản lần đầu tiên sử dụng smartphone hay là người dùng đã sử dụng lâu năm, quen sử dụng những máy ảnh cơ, vẫn có thể sử dụng được ProCam với những cái hướng dẫn cơ bản nhất cũng như là dễ dàng nhất đến từ Nokia để chúng ta có thể học tập và sử dụng làm quen với cái ứng dụng camera này. Những cái bức ảnh chụp ra bằng cái phần mềm camera trên máy phải nói là quá ấn tượng. Thật khó có một thiết bị smartphone nào trên thị trường mà có thể cạnh tranh với nó. Đơn giản, có thể nói là một điều, nếu mà các bạn muốn dìm camera của một thiết bị nào khác thì đem nó so sánh với 1020, chắc chắn là nó sẽ ngõm. Các bạn đã thấy là khi ảnh chụp sẽ ra hai độ phân giải là 34 và 50 MP. 34 là một bức ảnh lớn và Nokia đã nói rằng định nghĩa lại cái việc zoom ảnh trên smartphone. Thực tế nó chỉ đơn giản là chụp một bức ảnh to, sau đó các bạn zoom lại. Các bạn đã biết là khi ảnh to zoom lại thì nó sẽ có lợi thế hơn so với những thiết bị chỉ có 13 chấm trên thị trường, là nó nét và nó không bị mất nhiều chi tiết. Còn cái bức hình 5MP thì tiện lợi cho cái việc các bạn là có thể chia sẻ lên mạng xã hội một cách nhanh chóng. Và hơn nữa là hình 5MP thì nó sẽ là nén lại của 7MP khác, khiến cho ảnh chúng ta mịn, đẹp hơn rất là nhiều. Đôi khi các bạn sẽ cảm thấy zoom vào hình của 5MP trông nó sắc nét hơn so với ảnh có độ phân giải 34 chấm của chúng ta. Việc chụp đêm vẫn thực sự ấn tượng, nhưng mà đơn giản là nó chỉ so với smartphone, còn với thực tế thì chưa tạo được cái điểm mạnh. Các bạn đã thấy là chụp đêm của nó thực tế là vẫn noi và cũng bị rung tay như bình thường. Có chăng là nó sẽ sáng hơn nhiều so với các thiết bị smartphone khác. Còn Nokia thực tế so với những cái chiếc máy như 920 trước đây thì nó vẫn là làm cho ảnh nó mịn đi, làm cho ảnh bị soft và cũng như là nó noise cũng khá là nhiều. Các bạn thấy đây. Vì thế chúng ta không thể mong đợi gì hơn chiếc smartphone được. Nó chụp ảnh ít ra vẫn sáng hơn tất tổng thể những cái chiếc smartphone khác trên thị trường. Camera này mà chụp bằng điều kiện ban ngày thì nó sẽ cực kỳ là tuyệt vời. Bằng những cái khả năng chụp ảnh gần, xóa phông hay các bạn có thể chụp macro thì cho thấy là nó cực kỳ ấn tượng. Ảnh chụp bằng Lumia 1020 thì quả là không chê vào đâu được. Kể cả các bạn khi đem lên máy tính, các bạn zoom vào hay là các bạn để chia sẻ với mọi người, sẽ thấy là camera của 1020 cho cái chất lượng ấn tượng. Trong một trong những cái điều kiện khó khăn nhất khi chụp ảnh trên smartphone, đó là chụp ảnh ngược sáng. Trong trường hợp chụp ảnh ngược sáng sẽ có hai yếu tố xảy ra. Nếu các bạn lấy chủ thể vào vật ở bức ảnh thì xung quanh thì nó sẽ bị cháy do ánh sáng bị ngược phía sau. Tuy nhiên nếu các bạn lấy vào ánh sáng phía sau để tránh ảnh bị cháy thì cái vật thể ở trung tâm thì nó sẽ tối om. Nhưng mà Lumia 1020 lại làm tốt cả hai điều này. Cân bằng ánh sáng dẫn đến mọi bức ảnh chúng ta, tuy nó không có tính năng chụp ảnh HDR như các thiết bị Android, nhưng mà cái bức ảnh nó đem lại thì nó là quá là ấn tượng. Bên cạnh camera thì thiết bị này có thể xem là một chiếc máy ảnh nhỏ bỏ túi để các bạn có thể đem đi quay phim. Với việc hỗ trợ cái ống kính của nó là tính năng ổn định quang học OIS, thì khi các bạn vừa di chuyển vừa quay phim thì nó không hề bị rung. Và phải nói là đây là một trong những cái điều cực kỳ là tuyệt vời khi các bạn đi du lịch, các bạn đi xe máy, các bạn đi bộ, vân vân, thì lưu lại những khoảnh khắc đám cưới hay là cùng với bạn bè đi du lịch xa với nhau. Hơn nữa là với việc hỗ trợ lên mic thu âm cái chất lượng cao HAAC, khiến cho cái âm lượng của nó thu ra thì trên cả ấn tượng, và cái âm thanh của nó lọc rất là kỹ càng chứ không hề bị lẫn tạp âm vào bên trong. Tuy nhiên thì cái sản phẩm này cũng có điểm yếu về camera. Camera của nó chụp tốc độ từ khi bạn khóa màn hình, sau đó các bạn truy cập
vào camera bằng cách bấm giữ phím camera cho đến vào được màn hình và chụp ảnh, lưu ảnh thì nó mất quá nhiều thời gian, mất hơn khá nhiều so với HTC One cũng như Galaxy S4 mình sử dụng. Điều này một phần là do nó phải lưu hai độ phân giải ảnh là 34 megapixel và 5 megapixel đồng thời. Hoặc các bạn có thể lựa chọn là 5 megapixel, tức nghĩa chỉ lưu một ảnh 5 MB mà thôi. Tuy nhiên thì nó vẫn mất nhiều thời gian hơn. Vì thế nên mình đánh giá tốc độ là điểm yếu của nó và một phần đến từ vi xử lý của cái chiếc smartphone Windows Phone 8 này. Hiện nay Windows Phone 8 mới chỉ hỗ trợ đến vi xử lý S4 mà thôi. Và so với những cái thiết bị khác trên thị trường như Android thì đây chỉ là một cấu hình tầm trung. Thậm chí là các máy thiết bị giá rẻ cũng có thể sử dụng cái vi xử lý này. Và điều này khiến cho máy xử lý những bức ảnh độ phân giải lớn khá là lâu. Và nó cũng không thực sự là một thiết bị tuyệt vời nhất để chơi game. Với những game nặng như là game FIFA 13 mình chơi, máy cho thấy là nó chơi những cái game nặng này thì có hiện tượng là nó hơi lag nhẹ, cũng như là cái đồ họa nó dựng lên không thực sự mịn. Mình đã chơi trên iPhone 4S và đến lúc này iPhone 4S vẫn thể hiện một cái đồ họa tốt hơn so với Windows Phone 8 trên chiếc Lumia 1020 này. Lợi thế của nó hơn so với những Windows Phone 8 khác là nó có đến 2GB. 2GB thì nó chạy đa nhiệm, mọi thứ nó rất là mượt. Windows Phone 8 chưa bao giờ gặp vấn đề về cái việc xử lý những cái thao tác đa nhiệm hay là chạy ứng dụng không hề lag và giật. Và với 2GB thì chắc chắn là một bước tiến trong tương lai khi mà Nokia muốn nâng cấp lên phiên bản Windows Phone 8 tiếp theo, sẽ yêu cầu một cấu hình cao hơn và để cho máy thực sự chạy mượt hơn, có thể sử dụng một vòng đời của nó lên khoảng 1 hoặc là 2 năm sau và có thể sử dụng tốt với phiên bản Windows Phone 8 mới nhất. Và điều cuối cùng mà mình muốn nói chính là về cái phần mềm. Cái hệ sinh thái của Windows Phone 8 vẫn còn thiếu. Ứng dụng đáp ứng đủ cho người dùng nhưng mà nó vẫn còn thiếu sót một cái gì đấy để có thể cạnh tranh được với iOS cũng như Android. Các bạn hãy tưởng tượng những bức ảnh bạn chụp khá là ấn tượng, tuy nhiên thì nó vẫn đang còn thiếu đi những ứng dụng chính thức như là Instagram đã có một số phiên bản có thể dựng được nhưng mà nó vẫn chưa chính thức, cũng như là những cái ứng dụng có thể edit ảnh một cách chuyên nghiệp như là Photoshop. Những cái bộ lọc ảnh trên Windows Phone 8 chưa thể tốt bằng so với lại Android. Vì thế điều mà mình hy vọng nhất là chúng ta vẫn chờ đợi xem với Nokia và Microsoft họ sẽ làm gì đối với phần mềm của Windows Phone 8 để cho 1020 sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Và nếu các bạn đang tìm một thiết bị có thể chụp ảnh tốt nhất trên thị trường cũng như là quay video thì đây là một thiết bị các bạn sẽ nói đến đầu tiên. Đừng mong đợi một thiết bị nào khác có thể đánh bại một chiếc 1020 đến thời điểm hiện tại về camera của nó. Tất nhiên là nói xét về tốc độ thì rõ ràng là nó thua thiệt rất là nhiều. Các bạn cảm thấy video hữu ích đừng quên like, share với bạn bè, truy cập vào trang 7s.com.vn để theo dõi chi tiết về mức giá của sản phẩm này. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.